rồi. À, đi rồi à? Ừ. Thế này sao người ta lại không thấy đi rồi đây này? Ôi, đây cầm này. Có cá nhiều cặn thôi. Cá gì đây này? Ôi! Đâu? Đây này. Cá chèo đùi. Cá gì đây? Cá chèo đùi con á. Xin chào các bác. Hôm nay mấy chú cháu mấy anh em chuẩn bị đi săn đêm các bạn. Đi mò cua bắt ốc đây. Hôm nay có chú Gem với cả em Lan. Chắc là tiến tới nữa thì em sẽ là một thành viên trên nhóm của Hoàng Mạnh các bạn. Em Lan đây. Đó. Có Thành nữa. Em bắt bằng tay đấy. Có biết bắt không? Rồi. Mẹ có thầy đào tạo chứ. Đúng rồi, đi theo nếu mà đi theo chú Gem là có thầy đào tạo luôn ấy. Đây, bốn người đi các bạn. Đó, có thầy hướng dẫn bắt cua, bắt tôm. Hôm nay anh em mình đi săn đêm các bạn. Tôm thì phải ban đêm. Thôi, đầy túi là được. Đi dép cũng được. Ô đi à, tí bắt cả ngoé cả ếch cả cóc luôn ấy. Ừ, có cái gì người ta bảo rồi, cứ cái gì mà đồng đậy là bắt. Đấy. Mà đấy. Rồi anh em mình sẽ đi ra suối các bạn. Có bắt không Hà Lan? Thế bảo con của thầy chắc chắn là sẽ chuyên nghiệp mà. Em không biết bắt nhiều, bắt được ít. Không lên cao thủ cũng lên thách đấu cũng được mà. Con được. Đấy, thế cũng được rồi. Thế đầy hai túi này về nhá. Không lấy nhiều đâu. Đấy. Hôm nay đi cầm tay chỉ việc cho em Thanh ấy. Để Thanh biết bắt tôm, bắt cua ấy. Bắt cua, bắt tôm. Có cua phải biết bắt đấy. Không thì nó kẹp cho đấy. Đấy, thỉnh thoảng như hôm nọ chú là còn được con ba bán. Đấy à? Ui, cháu là khoái nhất cái đấy. Vừa rồi mình vào nhà chú Gem thì cũng thấy ở trong cái show có hai con ba các bạn. Đấy, soi thế á? Ừ, soi mà. Ôi, thế chứng tỏ là ở suối này nhiều nha nhỉ? Đấy, chú thì hay đi soi tôm, soi cua đêm các bạn. Nên là soi được ba ba luôn. Liên tục. Ôi thế hôm nay đúng là vào dọ rồi. Vào đúng tâm điểm luôn rồi. Mời chú cháu di chuyển lên suối rồi các bạn. Cái suối làng. Xem nào, xem cao thủ bắt tôm này. Ui thấy rồi, thấy rồi. Đấy. Ồ đâu 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 chứ nào. Có đầu tiên đấy. Ui thế này thì hóm. Đấy. Ai bắt tôm kìa đây. Đâu? Ô. Đây. Có gì bắt con đấy rồi. Ồ, chú bắt được cả cá tròn bể các bạn. Con gì bắt con đấy. Hoa mắt rồi, nó chảy. Cái này phải theo cao thủ này cơ. Còn con thua. Có thấy con nào không à? Này. Thấy rồi à. Đi soi đêm này thì soi dễ lắm các bạn. Nếu mà mắt tôm thì nó sẽ đỏ đỏ nên là soi dễ lắm. Không phải là cứ bắt được dễ thôi, phải biết nhìn. Biết nhìn, biết bắt. Đây này, Lan, bắt con này nào. Đấy. Ừ. Ôi con này nó chạy rồi. Ủa nhiều ấy. Ôi chạy đi thôi. Đâu? Đây đây vẫn được. Vẫn được à? Hai con à? À. Được, được đấy. Chạy sao chứ? Bố thấy con nào con đấy luôn. Đấy, thế cơ. Được cái nhỉ, đầy thế chẳng mấy chốc mà đầy túi. Ô, thanh niên này không thành, không thành, không thành. Không thành rồi. Bồ chụp lên nó chứ. Bồ nhưng mà nó đưa mất rồi, nhanh hơn em. Ừ. Nhiều lắm. Cái này đi soi kỹ vào còn thấy cả ba ba ấy. Thế em biết cái nhiều đấy. Đấy. Như chú Gem thì cứ thấy con nào là được con đấy các bạn. Tí nữa cháu mới chỗ tai. Nhúp. Được không?
Nhảy quá. Ô con này có trứng này. Ờ. Đấy, Lan bắt được mấy con rồi, Thành chưa thấy con nào. Có rồi mà chưa tối. Chưa thì nó làm gì? Tại thầy chưa dậy. Ừ. Bây giờ bắt con cá gì thế này. Đâu? Quá sao ấy. Ô, chú xem ơi, cá quả đây này. Ôi, nhảy rồi. Có cá sụp luôn. Ôi, nhiều tôm rồi đấy, mắt đỏ hết mà. Ôi, bắt đêm hay nhỉ? Ừ, bắt đêm hay mà. Nhiều tôm. À. Thấy à chốt mà chẳng thấy được con nào đâu. Có bỏ chùa mồm mình bạn. Nói nhiều quá. Để xem nào. Để thấy một con để bắt xem nào. Được không? Nấy đi, chẳng thấy được con nào đâu. Chậm đi thôi. Mấy con to lắm. Trong này thế nào? Trong này thì đây các bạn. Nhìn thấy còn. Ô nhưng mà đi rồi. Trong này rộng quá. Ơ kìa. Rắn rồi. Rắn đâu? Đây này. Rắn nước. Đây các bạn. Gì thế? Đó, đây các bạn thấy không? Ôi, rắn này nó có ấy đâu. Con rắn này ăn ngon lắm nha các bạn nhé. Rắn lục, rắn nước ấy các bạn. Nhưng mà thôi mình không bắt. Cắn này sao? Nó đuổi nó theo không? Con này cắn nó không sao. Nó đuổi theo không ấy? Có, nó đuổi cứ ai sợ nó đuổi theo sau ấy. Đấy, cái người chơi rắn thì mới hay gặp rắn các bạn. Sao ấy? Nó kẹp à? Mẹ tí rồi á. Đâu? Bên này. Ô, chúc mừng. Sợ rắn đuổi theo. Người sợ rắn thì mới gặp rắn mà. Chắc có thợ bắt rắn bắt hết rồi. Có gì sau sau bắt ghen rồi. Không mà vừa nãy có con cá mình không biết chặt lấy nhỉ. Ồ. Thế kém. Đâu, cháu từ chỗ đài bắt một con này. Cá nhiều phết đây này, cá con này. Đâu? Con. Em, à, ô tô mày nhưng mà nhỏ quá ạ. Cua đây này. Rồi. Đây. Được. Ui. Cua bắt dễ rồi, tôi mới khó. Cao thủ rồi. Lỗ gần sao anh ạ? Cá ba. Ờ. Ồ, không phải đâu. Được cái gì? Lan bắt được đấy nhỉ. Em phải được một con đã không nhục quá. Ơi. Cái gì đấy Lan? Cua. À, tôm. Đấy. Đó, có chú xem to nhỉ? Đấy, cứ sờ tay là có được tôm thôi. Cứ tay xuống nước là có tôm lên thôi. Đấy. Ý dạ. Cháu không vô được cơ. Rõ ràng nhìn thấy nó vô chắc được rồi nhưng mà nó nhảy đâu ấy. Tay chú mà thôi. Ui dạ. Nhanh vết nhỉ? Được. À, ý phải nhanh tay. Anh được 2 con cua. Đó. Chiến lợi phẩm rồi. Ôi đi một đoạn nhiều phết rồi đấy. Đây một túi rồi. Kia cơ, cao thủ kia cơ. Cao thủ kia mới nhiều. Coi cái này giặt giáo nào. Cỏ dọ hết ngay đó. Em sợ rắn lắm. Ôi, cá dọ bể đúng không chú? Cá dọ bể á. Ui rồi ôi, hai con rồi. Cá thủ ấy. Ô, con này cá nó để ăn ngon lắm. Thịt nó dai dai. Đó chẳng thấy đâu.
chắc chắn là phải vượt đi trước mới được. Tôm à? Cá chân bé. Nhìn đi. Sâu quá. Ây, được 4 con là được một đĩa ở đây. Cá chân bé, nhìn thấy đá. Đi đâu hết rồi? Rồi. Cái này toàn gai. Cách nhìn nhầm nha, không phải tôm đâu. Ui, con gì? Con gì bơi qua chân ấy nhỉ? Dám ấy. Không, cá. Tắm nó không thấy đâu. Được không hả Giang? Được. Hỏng rồi, chưa rồi, chưa rồi. Bây giờ em cầm ở nó này. Cầm ở khúc cây thôi, ấy, cá thịt. Nó phải tép này rồi. Có gì không nhỉ? Em mày. Đó. Có đâu. Cá này bị bế rồi. Đấy, đấy. Đấy, xem nào. Được không? Đố anh biết được. Được. Đây này. À, có con có cá gì nhỉ? Có cái gì đây nhỉ? Đây là cá đục à? Không. Cá... cái gì đây? Em phải bắt được một con á, không nhục quá em ạ. Em mong gì đấy? Gì đấy? Con gì đấy? Hả? Con gì đấy? Con cá chạch mà nó trơn quá đi rồi. Cá này là cá đồng tông thôi. À, cá chấm đấy, cá chấm con đấy. Cá chấm con đấy. Con gì đấy? Con gì đấy? Hay để anh để mắt đi. Đi rồi. Đi rồi à? Thế sao người ta không thấy đi rồi đây này. Ôi, đây cầm. Đây, con đầu tiên nữa ạ. Đầu tiên á? Ờ. Ô, thế em không không à không không được. Mình là, mình được đâu, rồi mình chưa được con nào. Đấy. Mình chưa được con nào. Ờ nhiều cua ấy nhỉ. Được. Mai nó canh cua ấy nhỉ? Mai nó canh cua. Mùa hè này canh cua rau mùng tơi rau đây, vô rồi. Đấy. À đấy có thế rồi, cạnh ba là có cua. Ờ chính tỏ nhiều quá nhỉ. Được đấy. Lấy tầm khoảng mấy cân là về đó mà. Ú đây rồi em ạ. À. Con rắn nào nhỉ? Thôi anh đừng tìm rắn nữa, sợ lắm. Sợ lắm. Con về nấu cháo rồi, nói khéo ngáo sao ấy. Ủa? Được cái nhỉ? Hàng xuất đấy. Ta thủ nó khác. Còn mình nhìn mình chỉ tranh thủ thôi. Cái tỏ nhiều tôm nhiều cua nhỉ? Lâu lắm rồi không đi. Ôi, cá bống, cá bống, cá bống, cá bống, cá bống. Con gì ấy? Cá bống. Đấy. Cua. Ồ. Đây, 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 con cá nó vào đây rồi. Đâu cái nhỏ đây, cái đây 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 đây. Đâu? Đây này, đây này. Đây này. Đâu rồi? Anh dọa sợ rồi. Ê. Ô, con cua bò đi rồi. Túm cơ, cua phải túm rồi. Túm nào, con nó bò lên đi. Tay túm nó bò lên. Bao nhiêu công nhỉ? Ô, hay là bò đi hết nhỉ? Chắc thế là hay là từ vừa nãy bắt một con thôi. Ờ. Đâu, có 4-5 con rồi, không mất một con rồi. Chắc vừa nãy thấy bù liên tục rồi, chắc là mất một con rồi. Được, nhiều ấy. Mình vừa nãy vừa bắt được có 2 con à. Ui, cái con cục. Con cá anh. Cá gì? To mày. Quá. Ui giời ơi. Ui. Cá gì đấy? Cá này ngon lắm. Đuôi đẹp ấy. Ui, cái khuy ấy. Khuy cá gì? Cá gì nhỉ? Khuy phây ấy. Cá lửa. Cá lửa. Này đẹp không ạ? Được không?
Đây. Anh mày tráng quay bẩn lắm. Được, thôi. Ôi, đừng chạy, đừng chạy. Tôm to thế. Có trứng này, có trứng. Đấy, sao biết nó có trứng? Nó to to mà, bụng to to mà. À, thế đưa cái gì? Oh. Quả này hay đấy. Tí về. Cái rô to á. Có cả con ba ba, con ba tư nào rồi. Mà may với cả con. Ôi chú kẹp, ôi bùn 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 bùn. Ôi dồi ôi. Phải nhanh tay đây cơ mà. Bàn tay của chú Gem này nên cho tắp chăn đấy các bạn. Còn bàn tay của Thanh thì tốt nhất là mùa hè mùa đông thì cho nhau mà chăn thôi. Còn bàn tay em là mùa đông là chỉ có hơ bếp than thôi. Có 333 nhé. Đâu? Rồi. Xem con này con thứ hai của anh đúng không? Con thứ tư rồi. Thứ tư á? Ờ. Đây, to không? Đâu, anh rơi rơi xem nào. Ui à. To hơn em. To hơn em. À, to đấy. To rộng đơn. Cẩn thận nhá, cua ra nhá. Ừ, đúng rồi. Em thằng quen thôi. Tí về nhà thấy đúng một con cua. Bao không bị kẹp đâu. Lại được tiếp à? Ô, đang hay được ấy nhỉ? Bắt lấy để mình nhìn. Con cá này to này, con cá này. Này hả bứ? Chết rồi. Ui. Gì chứ, cá này anh siêu lắm. Này. Đâu? À. Đâu? Ui, cái gai. Tao thủ đấy. Đi cua thôi. À! Khiếp gào to thế. Nó kẹp gì? Đâu? Không đúng chiều á? Đâu anh Hộ? Có kẹp đau lắm. Được rồi. Đây này. Rồi xem to à? Ô quả này to thế. Có ai to hơn? Mày không ăn thua rồi. Ôi lên lên hết rồi kìa. Ui. Ok dễ trèo á. Túi này. Cái này túi này này. Thôi. Nhìn nó. Ô, đến nhà rồi á? À, em biết tại sao em không nhìn thấy tôm của anh ạ. Đèn em tối, đèn chiếu răng sáng kia cơ mà. Người ta tối như mắt tôm. À, đây này nhiều bùn quá. Giờ này không có đâu. Con này tao không thể bỏ qua con này rồi. Mơ. Không biết con gì. Đâu. Né. Được chứ đi. Đây. Đâu. Cá sộp. Cá quả mà. Ừ, cá quả. Cá này là cá chèo đùi. Chèo đùi á? Cá quả là cá chèo đùi á? Không.
nó khác nhau ấy. Ui, ui, lọt. Ui, lâu sâu lắm. Ui. Đi bờ. Ôi, chỗ này đâu mà. Đấy, có vũ khí mà. Cao thủ mà khệnh khạng ấy đi rồi. Gặp mạnh là phát điện ngay. Cất cá đi, nhanh cất cá. Rơi mất bây giờ. Điện đâu rồi. Ô. Ơ. Đi đâu ấy? Mất dép rồi. Thì vậy cái hố nào anh? Không, ở đây mà. Anh dẫm phát thụt ở đây mà, không bị tí ngá. Chùi á. À? Ở đây. Mất dép về vợ chửi đấy. Được bữa cá mất bữa dép để mai phải đi dép dài. Ôi, đã bây giờ có cơ hội chủ tài rồi. À, không bị kẹp. Đây rồi mọi người ạ, mới được con cua rồi. Chiến lợi phẩm đầu tiên. Không. Chuyến đi không có tích sự được. Ô, bác sẽ mời cho bỏ con cua với. Cầm trợ đi kẹp vào tay chết. Ôi, khoan. Đấy. Thế là có đóng góp rồi. Ồ, giữa đường này có cái bát quái này. Ai căng bát cá. Cái này của ông ta trơn. Ê nha. Đi sang bên chỗ ấy. À, bờ bên này. Ôi, đâu? Ôi, đâu? Nói. Được phết nhỉ? Đáng bắt. Có khi nào nó mắc trong một lưới không anh nhỉ? Đây, bắt quái ở trên này mà. Đây, tôm ở trong đầy này. Đói đây này. Đó. Mình thò tay bắt được không anh? Con trong cái quái này của họ lấy rồi. À. Mình bắt của mình ấy. Cứ để nhà mình căng. Căng được ít trong sáng nào cũng không phải dậy đi thu ra cứ chập tối thì ra bắt thế này. À. Mình chỉ là người đi sau thôi. Đi trước nước đục. Định đi trước nhưng mà nước đục không bắt được tôm nữa thì phải đi sau. Số phận. Người này có anh chắc mặt bền. Bắt quá ai chừng mưa. Nó đo kiểu mưa về không này. Để gỡ. Ui, có cái kẹt này. Ui, có bắt được không? Được không anh? Được không? Hồ bơi. Từ từ nha. Không kiểu gì, không kiểu gì. Nó kẹp một tay rồi. Cua á? Cái vỏ cá trạch. Ui. Viền ác thế, nó cuốn, nó chọc. Ui ồ. À. Ôi trời cả máu. Ui. Ôi con cuốn. Cảm ơn nhá. Ui nó chọc vào tay. Đây này đây. Thôi. Ui. Cá trạch tuyệt vời luôn đấy. Tao mình bắt thử. Bắt cá đâu mà bắt tôm. Cá đấy. Nhiều tôm đấy. Ôi con này đỏ thế nhỉ? Ờ, con tôm này đỏ nhỉ? Con tôm suối nó đỏ thế. Ui, đá không bắt được. Ê, vẫn được. À, nhờ. Yeah. Phát nào á, phát đấy luôn. Em mới thử bắt 4 phát thì trượt mất cả 4 này ạ. Cửa vẫn nằm. Không, bây giờ một con cua ạ. Bắt được cá là không phải đơn giản đâu. Ta tử ấy. Siêu ấy. Cuối này nhiều lắm lắm nha, nhưng mà cái gì? Cái quần của khó.
đâm đầu vào nó. Những người mà hay chơi rắn là đi mới hay gặp rắn. Thế mình chơi tôm thì hay gặp rắn mà người ta có kinh nghiệm rồi. Đang đi sợ vào rắn rồi đầu không anh ạ? Tuyệt à. Ôi hôm em đi bóc măng á, con rắn cuốn ở cái măng ấy. Cuốn ở măng á? Ừ. Anh mạnh là trượt cơ mà. Được không? Em đi cắm mồi. Nhiều lắm. Không được đâu. Em biết ngay mà. Thể chú xem. Không, con này nó lao á quá. Có gì ấy? Cá sồ ấy. Sồ đó. Nói lọ. Mình đi sau là mình có lợi hơn anh ạ. Tránh được. Đây rồi. Đây kết, tí về lọc sau. Cua nhiều, tôm nhiều, cá nhiều. Nói cũng nhiều. Ủa, chú Giang bên kia sâu thế. Ui, chưa rồi. Xấu quá, xấu quá. Ồ, vẫn được à? Cứ tỏ chưa vậy. Ê, ê, con nhau. Từ xưa hồi nhỏ hay đi chói lắm nha, bây giờ lâu lắm rồi, chắc không nhớ. Thế sao hồi nhỏ anh không rủ em với? Chục năm rồi, không đi rồi. Này, con này cũng được rồi. Nó lột vỏ. Thế nào? Đâu, chiếc lễ phẩm này. Lan xem dưỡng phẩm nào, nhanh nhất xem. Quá của chú á. Đâu? Đi ra. Ô, được một góc rồi đấy. Xem nào. Cua hơi bị nhiều đấy. Con gì trong bát quái không? Chắc là có phải có cua rồi. Ờ, cái bát quái bỏ rồi. Ui, kiểu gì cũng phải có. Có mà. Ê, cho cháu túm vào dưới cho. À, đấy, ui, nhiều. Cái này là của mình rồi. Cái mở của mày đúng không? Đấy, xem con gì à? Chắc có cá thôi. Có đủ nhiều lắm. Bác đổ ngoài cửa cái hàng đổ cho mẹ. Ở đây chứ. Cái này. Đó. Có đâu. Đúng mỗi cá đúng không ba? Cua. À, cua. Có đồ được gần chục con cua ấy cơ. Ôi á, nó dời mẹ một con chứ. Ấy, nó có đậu đây à? Đấy. Ôi, con ốc có từng cái gì cơ. Nhặt cả bác nhỉ? Hả? Nhặt cả bác nhỉ? Chùi gì làm, ốc đấy làm. Rồi, vứt đi. Ôi, ốc bám nhiều quá. Trong cố. Ôi, chết rồi. Chết rồi, dép của em bị thủ dưới rồi anh ạ, ai lấy cho em với. Chết rồi. Lún, ôi, một chân lên được, một chân kia lại lún xuống rồi. Ê, ui, khiếp, một đống bùn luôn. Cái này mắn lòng. Bị lừa rồi. Chưa, giải cứu. Ui. Bởi đi sau là an toàn nhưng mà không an toàn đâu. Vẫn bị chết rồi. Đâu ơi. Ủa, con. Ủa, cái này mà nhỏ bắt thành nhiều vậy mình phải rang mấy tôm. Con tôm mọi người ạ. Mình bắt con tôm. Nhanh đi à? Ô, ba bắt không được nó. Nhanh lắm. Con tôm ạ. Đâu rồi, đủ hết rồi bác. Ba rồi bác. Ba hả?
diện. Không lộ diện. Đó, lộ diện mà thấy đục lắm rồi. Có chứ, phải thấy cái mai chứ. Nó vùi cắp một nửa không nhỉ? Ba phải vùi cắp một nửa. Không có cái vũng nhìn nó ra đấy. Chết thấy cái vũng ba rồi, em bắt một lần rồi. Có ba tư ra. Không ba ba. Đó, ba tư. Cua. Cô lại chơi cái này mất dép bây giờ, mày sang bên đấy. Cháu hơi dại rồi, cháu ấy có sai lầm rồi ấy. Cháu phải đi sao? Nhanh hay không được đâu. Chắc không được. Được dâu tôm thôi. Đấy đây, ôi để đây, anh bắt có cái. Ở đâu ấy nhỉ? Học, khôn thật. Có cá gì ấy? Cá lửa. Ôi, cá gì? Kẹp vào tay rồi. Ôi đây. Ô cá nhiều cặn thôi. Cá gì đây này? Ôi. Đâu? Đây này. Cá chèo đùi. Cá gì đây? Cá chèo đùi con á. Cho vào đó. Đúng rồi, cá chèo đùi con. Vô ác ghê. Cái tôm chích đuôi này. Như đá này cả hai tay. Chú gì một ngón thì có hai tay thôi. Càng cái chỗ tuyệt vời thì càng thấy. Đi nó về với nó lo. Lý. Cua. Cua. Bắt nhanh thế. Cua bắt nhanh mà. Cua gì? Cá rô. Cá rô à? Ồ gì? Siêu cá thủ ấy. Cá gì? Cá gì? Tôm kìa. Điều. Điều. Hơi bé tí thôi. Mẹ ơi. Làm này cứ bắt lấy mày ạ. Từ đấy mà không bắt được cái gì. Không được đâu. Ồ, con bắt cá rô xem bắt được không? Ui, được đúng không? Ui, nhanh phết nhỉ. Cá khủng luôn. Này có chắc ăn. Hôm nay là tại là đi gặp ba cao thủ mới không chỗ tài đâu, còn bình thường bắt được nhiều ấy. Tại gặp ba cao thủ rồi. Nên bị lép vế. Anh à. Hả? Cái này mới là cao thủ. Đó. Cá trạch đúng không? Cá sụp. Cá sụp. Đây một con tôm nữa. Này. Này thấy chưa? Đứt rồi. Không phải đứt đâu. Đây. Đứt túi á? Đứt thì kéo lại. Tuột. Ê bảo cướp đứt. Hết đường đi mọi người ạ. Giờ là hai anh em với chú cháu mình sẽ quay về cái đường rẫy và di chuyển ra. Đi về. Chế biến. Em chưa ăn tối anh ạ. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Lúc mình đi à? Lúc 7 giờ hơn. Đục hết rồi. Phải xuống là đục rồi.
Không thấy cào cào nhỉ?